Mình làm ở Costco ở Canada. Các bạn nào ở Việt Nam mà muốn mua hàng thì liên lạc mình sẽ giúp đỡ mua hàng da gốc, da sale, đủ loại. Đó. Cứ vào kênh của mình. Và kênh của mình đăng ký subscribe kênh của mình để mình có động lực để quay video hàng ngày up lên cho các bạn xem. Đó. Đó. Da gốc luôn nha. Đó, da gốc luôn. Da gốc, da sale luôn. Này đang sale này. Đây là thuốc thuốc cảm này. Sorry. Đây là thuốc này cho ô limit. Do là hàng ngày mình đã tới đây mình làm, mình sẽ update hàng ngày cho các bạn xem. Bạn nào cần mua hàng hoặc là so sánh giá cả Việt Nam bán thế nào, bên này bán thế nào. Thuốc là Tylenol bên này nó bán 24.99 Canada nha. Đó. Cộng thuế 500. Đó. Thuốc này cho baby. Cho cứ thuốc này nó limit one bởi vì nó hết hàng mới quay lại. Nhiều loại lắm. Đây là cái hair skin and nails. Okay. 14.99. Đây là Avil nè. Hai hũ. 25.99. Bên này là kem dưỡng ẩm 15.99. Bên này là cái thuốc mà để skin care treatment, để là bạn nứt da bằng này kia khi bạn sinh, sau sinh đó bạn, hoặc là ai sinh mổ này kia xoa cái này được nè, cái da nứt. Còn cái này là Vaseline. Rẻ không? Hai hũ lớn, một hũ nhỏ mà 8.99. Đó, giá gốc bên này luôn. Còn cái này là kem hand cream, kem sao tay này đó là 14.99 cho hai tip với một tip nhỏ. Ôi da. Ở Việt Nam mình cũng hay mua kem đánh răng nè. 14.99 cho 5 chiếc. 5 chiếc kem đánh răng. Cộng từng ship. Kem đánh răng đây, cái loại này là 12.49 cho 5 chiếc.
loại này 15 đồng 99 cho 5 chip luôn. À, 5 chip tiền Canada nha. Thuế ở đây là 500. Còn gì nữa? Không vậy thôi. Còn cái này là cái gum, cái thực phẩm đa chất, cái multivitamin cho người lớn đang sale 4 đồng, còn 10 đồng 99 trong hũ. À, cái này cũng đang sale này, cái collagen này. Collagen á, sale đến ngày 1 tháng 1 2023, sale 6 đồng. Còn có 24 đồng 99 hũ tiền Canada. Hũ này là 390 viên. Đó. Bạn nào muốn mua thì inbox mình. Cái này cũng đang sale luôn. Cái này là ấm nghệ á. Nghệ nó làm thành viên. À, nó bán này 8 đồng, sale 8 đồng, còn 30 đồng 99 tiền Canada. Nước hoa đang sale này, 89 đồng 99, giờ còn mình có 69 đồng 99. Đủ loại trên trời đất, đủ loại chứ. Nước hoa thì đủ loại. Nước hoa này. Bạn nào cần mua thì inbox cho mình, rồi mình tìm cách mua, rồi thỏa thuận mong lăng. Đó, còn có 69 đồng 97 à. For men for lady the same. Nước hoa mua được ạ. À. Đủ loại chứ. Đủ loại nước hoa. Đó. Còn qua bên này. Kẹo bánh. Kẹo bánh thì vô tư. Một số Việt Nam mình có rồi, số không có thì muốn mua về được mua cho. Đó. Thường thường mua kẹo bánh bên này thì sẽ coi loại nào đây. Có cái gì mới không? Ok, các bạn xem rồi đăng ký kênh cho mình nhé, để mình có động lực mình làm cái video kế tiếp. Mình sẽ up video mỗi ngày luôn, giờ mình làm cho mỗi ngày. Cái này đang giảm còn. Ok, chúc các bạn một ngủ ngon. Giờ này Việt Nam ngủ tiếp rồi.